Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình làm cái clip về cách ghép cải tạo cà phê. Đấy, vườn của mình này. Thì các bạn lấy chồi thì lưu ý là mình nên lấy chồi buổi sáng và ghép buổi sáng nhé, cho nó mát chơi. Chồi cà phê nó sẽ không bị héo. Đây là cà phê con mình ghép được 45 ngày đây. Trước đây mình có làm video lúc ghép, đến nay đã được 45 ngày thì nó sẽ mọc lên như thế này. Đấy, như thế này, chồi mọc hai bên. Thì như mình đã nói ban đầu thì tỷ lệ sống của nó đạt được 90%, không thể này nào mà được 100% nhé các bạn nhé, thì được 90% rồi, tại vì cây con nó đã già rồi, hơi khó ghép. Đây. Góc bên này là những cây mi nó không sống này, mình sẽ để chồi lên. Ví dụ như cái này nó không sống thì để chồi lên, mình sẽ ghép tiếp tục ghép, hoặc là đem đi trồng cho nó khỏe to lên rồi mình ghép. Đấy, nó vẫn còn có cơ hội. Đấy, đây là gốc cà phê bị sâu đục thân và mọc hai chồi lên, mình đã ghép vào. Đấy, mình cũng ghép vào ngày 26 tháng 3, đến nay mùng 10 tháng 5 thì cũng được 45 ngày. Để mình đến thăm và mình tiến hành tỉa mấy cái chồi cả mít để giữ lại chồi cả ghép. Đây, 45 ngày thì nó mọc như thế này. Đấy, gốc cũ của nó đây bị sâu đục thân nhá, mọc hai chồi. Đấy, mình sẽ tỉa cái chồi cả mít đi, để chồi cả mít tỉa đi để nó tập trung chất dinh dưỡng nuôi cái chồi cả ghép của mình thôi. Đấy, những cây cà phê mà bị già cỗi kém năng suất nhưng cây còn khỏe. Đấy, thì các bạn cũng có thể tiến hành phương pháp này để ghép cải tạo. Đấy, đây là chồi mình ghép vào đây. Đấy, hai bên. Sau khoảng một tháng nữa thì mình có thể cắt rạch cái keo ni lông này ra để cho nó mau phát triển hơn. Cũng có nhiều bạn không cắt, nhưng mà không cắt thì mấy cái này nó thắt và nó teo và nó kém phát triển lắm. Khi nào nó liền hẳn ấy, thì các bạn nên cắt rạch đi, cây nó thông thoáng dễ phát triển nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tỉa những cái chồi thấp này, chồi non này, chọn những cái chồi nào khỏe đủ già để ghép. Chồi nhỏ này thì tỉa đi, tỉa hết rồi. Đây, sau khi cắt tỉa xong thì mình đã được cái cà phê để chuẩn bị ghép thế này. Mình sẽ để 5 chồi ở 5 hướng khác nhau. Và mình vừa tiến hành ghép chồi vừa ghép cành. Đối với những cây gốc còn khỏe to thì mình sẽ để lại nhiều chồi, nhưng đối với cây này thì mình ghép 5 chồi thôi. Thank you.
Với phương pháp ghép này thì nó cũng hoàn toàn giống với ghép cây cà phê con thôi, thậm chí còn dễ ghép hơn. Đấy, tỷ lệ sống của nó rất cao, gần như là 98-99%. Đây là được một chồi. Đối với cái chồi bên này ấy, thì mình sẽ ghép canh, tiến hành ghép canh vào. Một thân này thì mình nên để một chồi thôi, còn các chồi còn lại thì sẽ ghép canh vào. Đây, đây là cành cành cà phê nhé, mình sẽ ghép vào đây này. Sau này nó phát triển ra nó sẽ thành một cái cành mọc ngang và có những cành thứ cấp ra. Đây, đây là cành. Vậy là mình đã tiến hành ghép xong một gốc cà phê gồm có 5 chồi, à nè, 2 chồi và 3 cành. Đấy, cành và 2 chồi. Và sau đây mình sẽ che lại cho nó bớt nắng và nó giữ nước trong cái cơ ghép của mình. Cách che là thế này, mình sẽ dùng 2 lá cà phê gập lại. Đấy, che.
Đúng rồi. Ừ. Ok rồi. Bố chơi cái nào mới sống. Lúc nào sống. Lúc nào sống. Cái này có mang nhiều thế. Nhiều chứ. Nó không hết luôn nó bố. Nhiều được kép mà. Rồi xong, đây là mình chia xong, đây là nông dân nhỏ nhé các bạn. Chào các bác nông dân lớn đi nào. Hôm nay nông dân nhỏ được nghỉ học đi rừng ghép tàu với bộ đi giấy. Đội mũ vào đi, đi đội mũ đi, nắng lắm. Đây, xong rồi, ghép xong một cây. Đây là video của mình kết thúc ở đây nhé các bạn. Đây là cách ghép cải tạo vườn cà phê. Cũng là cách ghép thông dụng nhất mà các nông dân ở Tây Nguyên thường hay áp dụng nhất. Rồi, xin chào tất cả các bạn, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ở các video khác.